Làm quay trong vòng mình quay 4 ngày nhưng mình phải đi xuống Tây Ninh trước một ngày nữa là 5 ngày, là chi phí gần 1 tỷ. Năm vừa rồi thì chị tổ chức rất là nhiều, giống như là kỷ niệm ngày cưới rồi đem con về, gọi là chi phí rất là tốn kém rất nhiều. Nhưng tại sao chị cũng quyết định là thực hiện cái dự án vào dịp cuối năm 2018 và tháng 2 2018, thì không biết là chị làm cách nào để có cái số tiền lớn như vậy để đầu tư sản phẩm? Thì chị đi hát, nhận sự quảng cáo, rồi chị mở shop, với lại ba mẹ chị hỗ trợ. Ba mẹ chị hỗ trợ, nói chung là lúc nào chị làm thì ba mẹ cũng hỗ trợ. Và cái bộ phim này nó đã có 5 năm rồi, đạo diễn Trần Thuận đã gửi cho chị 5 năm rồi. Nhưng ngay cái thời điểm trước chị chưa có đủ kinh phí để chị làm. Tại vì chị cũng không có xin được tài trợ. Mình chỉ xin được tài trợ hợp báo thôi, giống như hôm nay là chị xin được một hợp tài trợ hợp báo là bên nha khoa, tâm nhất là tài trợ hợp báo thôi. Còn tất cả tiền chi phí là chị tự quay và tự làm hết. Chi phí quay phim là chị tự làm hết. Như chị thấy cái bộ phim nó rất là hay, rất ý nghĩa, nhưng ngay thời điểm khi lấy chồng rồi chị mới làm ăn, chị phất lên. Tất cả mọi thứ nó đều suôn sẻ đối với chị mới có tiền. Vừa đi hát, vừa nhận quảng cáo, chị nhận quảng cáo rất nhiều rồi, chị mở cái shop cũng rất là thành công. Và ba mẹ chị hỗ trợ nữa. Nên chị có cái kinh phí để mà chị thực hiện những cái dự án của chị mà ngày xưa chị thích mà chị chưa làm được. Cái tin nhắn này có phải là chị làm riêng để dành tặng cho con trai chị vừa mới đem ở Thái Lan rồi? Đã nói bộ phim này nó đã có 5 năm rồi. Đạo diễn Trần Thuận đã viết bộ phim này 5 năm rồi, nhưng gửi chị đã 5 năm rồi, nhưng lúc đó chị chưa có kinh phí làm. Và nó tất cả nó giống như một cái duyên. Bây giờ chị có con là chị có kinh phí chị làm. Đâu ra chị làm ngay thời điểm này thì mọi người cứ nghĩ là mình đặt hàng, chứ thật sự đây là kịch bản chị không hề đặt hàng, không riết viết riêng cho chị. Nếu mà đặt hàng viết riêng thì chị sẽ viết là chị rất là hạnh phúc. Tại cuộc đời chị không hạnh phúc mà đâu có khổ như chơi phim đâu. Bộ phim nào hoàn toàn khác, trái ngược với là cuộc đời chị ngoài. Và bộ phim này nó là một bộ phim có trước khi mà chị có chồng 5 năm rồi. Mà chị thấy bộ phim rất là hay và ý nghĩa, khao khát làm mẹ. Ngày xưa chị cũng nghĩ, chị chưa có chồng, chị chưa có hạnh phúc, chị cũng nghĩ là người chuyển giới sẽ khổ như vậy. Đồng ra khi chị đọc kịch bản chị rất thích. Nó đụng chạm với trái tim của mình mà, mình cũng là người chuyển giới mà. Đồng ra mình rất là thích, nhưng ngay thời điểm đó chị là không có kinh phí để chị làm. Bây giờ chị hạnh phúc rồi, mỹ mãn về tình yêu và hạnh phúc, có con, có tất cả mọi thứ. Thì bây giờ cũng đúng lúc mà chị lại có kinh phí để chị làm bộ phim này. Khi chị trở thành cái nhân vật trong phim đó, thì chị có gặp khó khăn gì trong quá trình diễn xuất với lại thể hiện tâm lý của mình? Nói chung ra thì chị diễn bằng cái cảm xúc cụ thật của mình. Và cái kịch bản này nó rất là đời thường. Và chị đã từng thấy những câu chuyển giới, những chị em đã từng đi hát lưu tô hồi trời. Chị thấy quá nhiều trong đầu mà rồi. Trong đầu đối với chị nó không có khó khăn gì khi chị vào cái vai này. Nhưng mình diễn thật đơn, có sao mình diễn vậy thì nó sẽ ra thôi. Tại vì bộ phim này, cái kịch bản nó rất là tình cảm, rất là dễ thương. Nó đời thường, người ta xem người ta sẽ cảm thấy nó gặp ở đâu đó hình ảnh này. Và nó có những cái tình huống hài hước nó rất là dễ thương. Năm nay chị thấy bộ phim này chị không có bị áp lực về diễn xuất. Chị có ngay thời điểm đó chị quay giọng của chị thì bây giờ nó lại không có khỏe ngày xưa, chị hay bị khan tiếng lắm. Khi khan tiếng là chị mình không có gào thét được cái cảm xúc, ví dụ những chỗ mà la hét buông con tuna là gì chị không có làm với cái mình mong muốn được. Tại cái khi mình giọng mình khàn là mình không thể mình hét to lên được. Nó đâm ra là khi mà quay 3-4 giờ sáng nó xong, chị quay xong bộ phim này chị bệnh luôn. Chị hồi nãy lúc đầu trong phim em thấy có cái cảnh là nó khỏa thân đó đúng không? Ừ. Chị với là Mạnh Đồng thì lúc quay đó làm sao? Anh hùng lắm. Không có anh hùng. Mà lúc quay thật sự ra là khó khăn lắm. Tức là không mặc gì luôn hay sao? À với mình mặc quần ôm. Bụng đơm body nhà thông nhà, chỉ có phần nửa phần trên thôi. Quay cái đó mình quay nửa người mà. Nửa phần trên không mặc gì luôn. Thì đúng không mặc, nó quay cái đó đâu có mặc gì đâu. Nhưng mà mình đứng sau lưng vậy, mình đọc chỉ đứng sau lưng thôi. À tức là nửa phần trên là cũng không mặc gì. Rồi lúc ở trong á là mình che áo, khi lúc quay ra mình mặc cái áo ra. Xong rồi chơi lại.
Có gặp tai nạn gì không chị? Nói chung mà thật sự quay cảnh nó rất là hên, quay đúng một lần là dính một xô. Đâm ra là rất là mừng. Sao không cho ông chạp, không xả đi theo? Sao cho trời ơi. Sao cái kịch bản ngay đầu diễn đưa ra có những cái tình huống gì để cho xem bộ phim nó có sự hấp dẫn hơn. Chứ thật sự quay cái đó cũng hên là có một xô là xong. Nhưng mà cái ý mà quay mà bán hỏa thân như vậy là ý của chị hay ý của đạo diễn? Đạo diễn, tất cả ý đạo diễn hết. Bộ phim này chị không tham gia một cái gì hết. Lúc đầu bộ phim này đúng, không có cái vụ lô tô, chị đưa ý tưởng lô tô vô. Bộ phim lúc đầu chị nói tình yêu vậy thôi. Nó chỉ có 30 phút thôi. Chị mới nói là thôi bây giờ cái đề tài lô tô nó rất là gần gũi, nó rất là hay. Đâu là chị muốn viết thêm cái đề tài lô tô vô, chị yêu cầu đạo diễn viết thêm này. Đề tài lô tô vô. Và khi mà chị quay cái cảnh mà bán quả thân như vậy là chị có xin phép không? Thật sự đa chồng Khánh Chi á, khó thì rất khó, nhưng mà nói về công việc á, là chồng Khánh Chi rất ủng hộ. Mặc dù biết là thí dụ ổng không thích nhưng mà ổng vẫn ok. Tại vì đây là công việc mà. Ổng có nói với chị là ổng không thích không? Hay là ổng nói là thôi em cứ làm đi? Không nói không thích mà cũng không nói làm đi. Vậy tự nhiên Khánh Chi đâu có kể nè. Bây giờ, tức là giấu luôn hả? Giấu luôn bây giờ coi mới biết à. Tại vì mình không muốn cho cái câu chuyện nó quan trọng cái vấn đề. Nếu mình xin quan trọng vấn đề là những cái ổng là không chịu. Vậy là cái đâu ra mình coi nó cứ bình thường, nó sẽ bình thường. Và khi mà đã xong chuyện rồi mà chị không chịu nên ra thành phẩm. Nhưng mà chị có sợ không? Là không, tại, không, không, hôm nay về không biết làm sao. Nhưng mà là nhưng mà giận thì chắc là không giận. Tại đây công việc mà, đây là phim nghệ thuật mà. Phim thì có những cái gì nó mới hay, nó hấp dẫn. Trước giờ anh có phản ứng hay ghen gì vậy chị? Đúng rồi, ghen á. Nói chung ra là ghen thì đương nhiên là em yêu mà không ghen. Nhưng Khánh Chi 24/24 trên đi chung với ổng, ổng ghen cái gì vậy? Con đi với ai riêng đâu ghen. Đâm ra cái chuyện ghen á, nó không xảy ra. Nhưng mà tại vì dính như Sam 24/24 rồi. Mọi người có thấy bao giờ mà đi mà Khánh Chi đi mình không? Thì ghen gì cũng không có là mình. Chính vì cái điều chị không, Khánh Chi dính 24/24 nên là mình làm cái gì mình cũng không sợ chồng mình ghen. Tại vì ổng ám sát rồi. Facebook mình ổng quản lý, ổng làm manager, ổng dính với mình 24/24. Vậy làm sao chị giấu được cái chuyện quay cái cảnh kia? Thì quay phim gì khi quay ra lúc đó phải lúc nào ảnh cũng sáng cánh là chị kêu đi mua đồ ăn, anh đi này nọ, đi lo công việc, ổng mệt ổng nằm ổng ngủ. Tức là chị canh cái lúc mà ổng không có. Nói chung ra bữa đó quay cái cảnh nó thực sự ra tự nhiên hơn là sao ổng không có xuất hiện chợ. Ổng ở dưới tao quay trên lầu. Lấy cái phòng của nhà Khánh Chi giả bệnh viện quay trên lầu, ảnh ở dưới đất. Không mình như lúc đó chị cũng nói là thôi anh đừng lên, ở dưới đây đi. Nói hơi mệt anh nghỉ, Khánh Chi nói là thôi anh mệt anh ngủ anh nghỉ đi. Quay cảnh này xong là tôi quay cái cảnh nó quanh cuối, cái cảnh nó quan trọng nên là xong xu hơn mới quay cảnh đó. Quay xong là ăn luôn đó. Mà có chuyện chị mà giấu chồng nóng cả nóng gì chị có thấy tại trời không? Đâu có tại trời đâu. Cái này là đóng phim mà, chứ đâu phải ngoài đời đâu. Chị thấy rất là bình thường. Phim coi hay đẹp mắt là được rồi. Và chồng Khánh Chi dư thừa biết Khánh Chi và Mạnh Đồng là một người bạn ở ngoài đời. Chị em rất là bình thường. Và Mạnh Đồng và anh Hùng ngồi chơi nhau rất là thân, ăn uống nhậu nhẹt nhau rất là thân. Đồng nào với ai chứ với Mạnh Đồng Khánh Chi là không ngại cái vấn đề mà sợ chồng ghen. Nhưng mà làm nghệ thuật thì mọi người, những ông chồng của những người nghệ sĩ cũng phải cảm nhận được một điều là vợ mình làm nghệ thuật mà. Nếu mình khó khăn, mình quan trọng vấn đề thì rất là khó làm việc. Được một cái là anh Ken là rất là thoải mái trong những chuyện đó. Nhưng đương nhiên ở trong lòng nhiều khi có ghen hay không, hay là khó chịu hay không thì cũng có, nhiều khi cũng có. Nhưng ảnh không nói ra.